Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Xin giới thiệu cùng các bạn, đây là một con di động 1m4 x 2m4. Cái hồ này mình đã làm được 4 tháng. Thì sau khi 4 tháng thì mình mới xả đáy được một lần các bạn. Mới xả đáy được cách đây được 2 ngày. Thì sau khi mà cái đáy nó đã quá là dơ, phân nó đọng tất dày đằng sau rồi, thì mình tiến hành mình xả đáy để cho nó con cá nó sạch bệnh các bạn, nước nó trong mà nó sạch bệnh. Chứ các bạn để thì nó vẫn không nghẹt máy các bạn, với cái hệ thống lọc đứng của mình thì nước nó về lúc nào cũng về ok, nó không có bị nghẹt. Nhưng mà tức là nước ở trong hồ sẽ bị vàng bởi con cá nó thải phân và nó những cái đồ dơ nó thải ra các bạn, nó sẽ làm cho nước của mình nó sẽ bị biến đổi thành cái màu hơi vàng vàng. Thì sau khi mình xả đáy và mình cho thêm một cái nguồn nước, một ít nước ở mất ở cái đáy các bạn, thì các bạn có thể thấy này, cái hồ nước rất là trong các bạn. Đây mình cho các bạn xem. Đấy. Cá thì sau khi mà mình thuần thì nó đã ổn định rồi, mình bỏ ở đây thì nó thuần thì nó mới thấy người các bạn, cứ thấy người nó lao ra tấm kính nó chờ sẵn, tại vì nó muốn lao ra ngoài luôn, nó thấy tấm kính trong nó tưởng là mình đến mình cho nó ăn các bạn. Thằng cái con nó sẽ lao vào tấm kính, nó đâm đầu vào tấm kính, nó đòi bơi ra bên ngoài luôn, nó đòi ăn. Đây mình sẽ cho ăn thử các bạn xem là cái độ nước trong và con cá nó đẹp khi dưới ánh nắng. Đó, mình cho mấy hạt các bạn. Bạn có thấy đấy rồi. Đó, đi lên ăn. Đó. Thì các bạn có thể thấy dưới ánh nắng của cái mặt trời nó chiếu vào á, thì nước rất là trong mà con cá nhìn nó lung linh các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là những cái đám cái thám thảm mà rêu phong nó nằm bên dưới này. Xanh đét luôn các bạn. Đó. Xanh đét là con cá nó bơi, các bạn có thể thấy là nó bơi giống như bên ngoài luôn. Nó trong mà cảm giác như con cá nó bơi bên ngoài cái tấm kính các bạn. Đó, các bạn có thể thấy này. Nó rất là ham ăn các bạn. Cá mình thuần thì nó rất ham ăn, lúc nào cũng đòi ăn hết. Thấy người nào đòi ăn, cứ thấy người nào lên là ăn liền. Đó, các bạn thấy không? Ngồi sát đây lúc nào cho ăn nó cũng lên hết. Đó. Thì cái ưu điểm của cái tấm kính này á, thì mình làm chìm trong nước để các bạn thấy các mình không có để hở cái mặt nước lên. Thì tấm kính nó nằm ở trong này thì nó nước luôn trong sạch các bạn, nó không có bị cái ngấn của cái nước á. Các bạn có thể thấy mình cái hồ cá mà khi mà mình là cái bể cá bằng kính thì mình để nước cách cái mặt tấm kính thì khoảng 3 đến 5 cm, thì các bạn sẽ thấy một cái ngấn nước nó sẽ nằm ở đó, nó nằm đục cái tấm kính. Thì khi tấm kính của mình nằm bên trong á, nằm bên dưới nước thì nó sẽ không bị cái hiện tượng đó. Và cái tấm kính này thì cứ khoảng tầm 10 ngày các bạn là nó sẽ bị mọc rêu bởi ánh nắng nó chiếu vào. Thì các bạn chỉ cần sử dụng một cái tấm đây. Mình sẽ lấy cái tấm này các bạn xem. Đây. Mình dùng cái tấm này các bạn. Cái tấm này là cái tấm rửa chén này. Đó, cái tấm rửa chén này các bạn chỉ cần lướt qua tấm kính 30 giây thôi thì tất cả đồ dơ nó sẽ các bạn không phải xả nhé các bạn. Thì cái tấm rêu ở trên tấm kính này nó sẽ trôi ra nước và nó được hút lan sau lọc hết. Thì cái tấm kính các bạn luôn trong suốt và sạch sẽ. Đấy là cái với hai này các bạn nhìn từ xa ấy. Đối với cái thành mà cái hồ mà nó nằm ở trên cao như vậy các bạn, chứ không phải hồ âm. Thì mình làm tấm kính ấy, thì mình sẽ thấy được con cá từ ở trên cao và nhìn là ngang luôn các bạn. Hồ âm thì các bạn chỉ nhìn ở trên cao thôi. Nó nhìn cao nhìn xuống thôi, nhưng mà cái hồ kính này á, mình vừa an toàn các bạn tuyệt đối cho các bạn nhỏ, đấy hai nữa là mình có thể có tấm kính này các bạn có thể nhìn ngang nhìn trên xuống đều con cá đều đẹp hết. Ánh nắng nó chuyển xuyên qua cái tấm kính các bạn, nó xuyên xuống cái đáy các bạn nhìn thấy rất là lung linh các bạn. Đó, cực kỳ lung linh luôn các bạn thấy không, đứng sát luôn này, nó mình quay sát luôn mà nó vẫn không có sợ các bạn. Đó, cứ ném là nó lên ăn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, cá nó rất là trong, nước rất trong, cá nhìn nó lung linh các bạn. Cá này cực kỳ ham ăn luôn. Đó, mình xài tấm kính như vậy thì mình có cẩu đi khắp nơi rồi các bạn. Tấm kính này thì mình không dám làm lớn hẳn đâu, mình chỉ làm tầm 40-60, 40-70 thôi. Chứ mình làm lớn các bạn, tại vì cái hồ của mình cẩu đi là rất là nguy hiểm. Các bạn có thể thấy là mình cẩu, mình chỉ móc 2 sợi dây vào đây thôi. Và cái thành này mình bóp hoàn toàn luôn các bạn, bóp thành luôn bên này các bạn. Thì khi mà mình làm cái kính lớn quá thì cái lực bóp thành nó mạnh quá thì nó sẽ bể cái thành các bạn, rất là nguy hiểm. Nên mình chỉ làm tấm kính nó tầm này to một tí các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy là dưới ánh nắng thì rong rêu này các bạn, nó đã mọc xanh rờn luôn. Cái cây là mình mới cắt luôn, vỏ cây mới cắt các bạn, mới cắt mà nhưng mà bây giờ nó tuần nay mà nó lại la sùm.
không hề bón một tí phân nào đến đây các bạn nha. Toàn bộ là tự động hết các bạn. Mình chỉ cắm máy cho nó chạy thôi. Trong veo nó chạy lên đây dương xỉ mặt. Đó. Trong veo không có làm gì hết. Toàn bộ là tự động hết các bạn. Tăng nước. Cây cối nó tự động phát triển luôn. Cỏ bay tự bay tới mọc. Mình không có bón một tí phân ở đây hết. Không có để đấy. Ba làm khác nữa. Nước chảy rất nhiều. Đều đặn mà siêu tiết kiệm đó. Đây. Mình quay bên này cho bạn xem. Đó, những cây lông má mà trồng sau các bạn. Cái hồ này mình đứng ba mặt các bạn đều không thấy cái lọc, các bạn mình giấu lọc đằng sau á. Nên nó rất có thẩm mỹ cho cái trang trí khu vườn của các bạn. Nhiều người đến đây chơi thì cũng đều hỏi các bạn, hỏi là hồ mình nó mình có lọc nhưng mà các bạn bảo lọc để ở đâu. Các bạn đứng ngó ba mặt đều không thấy hết. Thì mình giấu đằng sau các bạn đi hẳn ra đằng sau mới thấy thôi. Thì nó tinh tăng cái tính thẩm mỹ cho cái hồ. Và tất cả mình khép kín trong một cái hồ hết các bạn. Mình có làm linh tinh ra ngoài cho nó vướng vít các bạn. Mình sẽ cho cá nó ăn thêm một cái nữa các bạn. Nó cứ thấy người thì nó chờ nó ăn thôi các bạn. Rồi, các bạn có nhu cầu sở hữu cái hồ cá coi di động này, hãy liên hệ với mình số 0908 32507. Mình sẽ trực tiếp đi giao tận nơi cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.